Chào anh, em là Tiểu Nhi. Ồ, cưng ơi, em là Tiểu Nhi hay Tiểu Nhị? Dạ, Tiểu Nhi. À, Tiểu Nhi. Dạ, Tiểu Nhi. Tiểu Nhi ơi, em học chuyên ngành thì sau này em ra em sẽ làm nghề gì? Dạ, em có thể làm các ngành liên quan về thuốc. Vậy bữa nay đến đây em có liều thuốc nào cho trái tim hay không? Dạ, thuốc mê. Ôi trời. Mê anh á. Mê anh á. Mê anh. Kiếm thuốc giải liền, lại lên. Em là một người rất thích ăn uống á. Từng nấu món gì nè? Dạ, em nấu được bánh lăng, chè, những món ăn của miền Tây. Em ơi, bánh lăng khó làm lắm, nếu gái mà làm được bánh lăng là khéo dữ lắm á. Cái mặt phải láng nha. Dạ, chị làm lâu lâu nó còn nổ bọt á. Tại vì bên Mỹ chỉ có cái nhà hàng. Chị cũng tài lanh, chị nói để chị làm lần cái bếp cất chị luôn. Bếp cất chị luôn. Cái mặt bánh rổ không mặt hả chị? Mặt rổ còn hơn phải gì mất. Cái tình ăn nhưng mà đem tiệm là không được. Dạ em chơi tennis, bóng rổ với đá banh. Sao bạn có chơi gì không? Banh đũa, nhảy dây đó, anh Hoàng là anh chơi những cái trò đó. Nha. Còn đây ta chơi những cái môn thể thao mà quyền lực không. Giàu lắm, gia đình khá lắm hả em? Dạ cũng ổn. Dạ cũng ổn. Có anh nào thích đi dạo thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ngồi cà phê hàng tiếng không ạ? À, có phải đi ra phía cầu này không em? Phía cầu này. Cái cầu nào đâu? Phía cầu là khi nào cái lộn thôi. Dạ. Cái lộn mới ra đứng sẵn. Chị vậy? Hiểu không? Dạ. Anh nói một tiếng đi. Anh nói một tiếng đi. Rõ hơn em sao? Nó là cái đứng ngay cái cầu. Đó, nhảy đi trời chí. Ừ. Còn bình thường là chạy vòng vòng cái cầu thôi. Dạ, nếu không lên cầu thì em không chờ. Dạ. Rồi bạn thất nghiệp mỗi ngày, coi cái lịch khóa biểu của bạn sao nè. Trời ơi, sao ít vậy? 3:30 dậy đi ăn trộm thôi em. Hay là em bán chè đầu mối hả cưng? Dạ không ạ. Em thức gì lúc thời giờ đó? Bữa dậy làm cái gì cho biết lý do. À, cho con bú hả? Dạ, em cài lâu em cũng quên nữa. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.